Quý vị và các bạn, đến ngày 19 tháng 4, Việt Nam đã có thêm 3 bệnh nhân khỏi COVID-19 và được ra viện, như vậy là đã có 201 trong tổng số 268 ca nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh. Còn tại Hưng Yên, 150 trường hợp được kết thúc cách ly và không ghi nhận trường hợp nghi nhiễm bệnh nào. Tại thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã thực hiện việc cách ly phòng chống COVID-19 theo đúng quy định, các hoạt động diễn ra bình thường, không có diễn biến bất thường. Hiện toàn tỉnh đang cách ly gần 580 trường hợp, trong đó 46 trường hợp đang được cách ly tại các cơ sở y tế, 122 trường hợp tại 7 trong số 15 khu cách ly tập trung của toàn tỉnh và cách ly tại nơi cư trú và nơi ở là 410 trường hợp. Toàn tỉnh đã có gần 130.000 lượt người khai báo y tế, trong đó có trên 1.600 người nguy cơ cần xác minh thông tin đã được các địa phương xác minh. Mặc dù Hưng Yên là tỉnh nằm trong nhóm có nguy cơ thấp, không cần phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, song vẫn tiếp tục thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 15 của chính phủ. Đề nghị người dân tiếp tục thực hiện hạn chế ra ngoài nếu không thật cần thiết, dừng các sự kiện, hội nghị tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập quá 10 người ngoài công sở, trường học, giữ khoảng cách 2 mét giữa người với người tại nơi công cộng, đeo khẩu trang theo quy định, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự, dừng các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các điểm công cộng hạn chế di chuyển của người dân từ địa phương này đến địa phương khác